Xin chào tất cả bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì cứ đến hẹn lại lên vào 9 đến 10 sáng, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp với những cái bối cảnh mới, những vị khách mời mới và những cái mẫu nhà mới. Thì hôm nay công ty chúng tôi muốn chia sẻ các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật được công ty chúng tôi thiết kế cho anh Trần Văn Hà ở khu vực xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thì bên cạnh tôi đây là anh An. Anh An thì là phụ trách bộ phận kiến trúc trực tiếp thiết kế cho công trình của anh Hà. Thì anh An có thể chia sẻ với mọi người là anh Hà có yêu cầu gì về cái công trình này không? Dạ vâng, lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người. Dạ, em là An, nhân viên bộ phận thiết kế công ty cổ phần thiết kế Kisato. Dạ vâng, đây là công trình em thiết kế cho anh Trần Văn Hà ở Lý Nhân, Hà Nam. Với công năng mặt bằng thì gồm tầng 1 gồm phòng khách, phòng thờ và một phòng ngủ và một bếp ăn. Có một nhà vệ sinh chung tách ra tắm và WC ra riêng. Dạ vâng, tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 sân phơi và 1 sảnh cà phê ở phía trước. Và cũng gồm 1 vệ sinh chung và tách tắm và WC ra riêng. Dạ vâng. Thế thì đấy là nhu cầu mong muốn cơ bản của gia chủ đúng không ạ? Dạ vâng. Thế thì gia chủ có tất cả là mấy thành viên sinh hoạt trong ngôi nhà này? Dạ vâng, gia chủ gồm 4 thành viên, trong đó là có vợ chồng anh Hà và 2 cô con gái. Dạ thì bà. Có một em thì đang là sinh viên ở trên Hà Nội nên là cũng thỉnh thoảng mới phải về thôi. Vâng, lý do tại sao mà anh Hà lại quyết định chọn công ty cổ phần kiến trúc Kisato vì anh Hà có nghiên cứu rất là nhiều các cái đơn vị, đặc biệt ở Hà Nam cũng rất là nhiều các cái đơn vị kiến trúc, nhưng mà quyết định chọn đơn vị chúng tôi tại vì chúng tôi có cái dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp với 12 bước phục vụ vàng và mỗi một bước là gồm một bộ phận, và mỗi một bộ phận này gồm 2 đến 3 người để phục vụ thiết kế cho gia đình nhà anh An, chứ không phải là mỗi anh An ở đây. Thì anh An là một thành phần cũng rất là quan trọng là kiến tạo lên cái phần mặt bằng công năng cũng như kiến trúc của công trình. Thì quay lại cái chủ đề về phần mặt bằng công năng thiết kế cho gia đình nhà anh Hà, thì anh An có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái khuôn đất hiện tại của gia đình nhà anh Hà như thế nào không? Dạ vâng, khuôn đất của nhà anh Hà thì hơi xéo về phía bên trong ạ. Có nghe. Dạ vâng, thì nhà anh Hà đang sinh hoạt chủ yếu là nhà cũ ở phía trước công trình đang chuẩn bị xây. Và sau khi xây thì anh sẽ đập phòng nhà bếp phía sau và giữ lại nhà cũ để tiện sinh hoạt. Sau khi anh xây xong nhà mới thì anh sẽ đập toàn bộ nhà cũ và phía trước sẽ thuê công ty cổ phần kiến trúc Kisato lên phương án sân vườn luôn cho anh ạ. Vâng. Thế thì cái cổng mà sau khi mà đập cái công trình nhà cũ đi thì cái cổng mà đi vào công trình nhà mới thì nó ở vị trí nào ạ? Dạ ở vị trí phía bên phải, góc phải phía công trình mới ạ. Vâng. Và phía trên ạ. Vâng, tức là các bạn biết là ở phía đằng trước thì anh ấy muốn để một cái không gian sân vườn rộng, nên chúng tôi mới đẩy cái mặt bằng thiết kế công trình mới chúng tôi vào một khoảng để anh có một cái không gian sân vườn rộng. Và cái đường vào của anh thì hơi ngoắt ngéo một chút, đến là mặt bên hông, nhưng mà phải đi cua vào một chút thì mới vào bên trong, đúng không anh An? Dạ vâng. Thì tại sao anh lại đặt cái công trình của chúng ta ở cái vị trí lưng lửng ở gần giữa cái khu đất như này mà không đẩy sát về cuối hoặc là đẩy sát về đầu ạ? Dạ vâng, thì để công trình ở giữa lưng lửng thế này vừa thuận tiện trong việc là xây dựng công trình mới và vẫn giữ được công trình cũ, khi trong giai đoạn xây dựng công trình mới thì vẫn có thể sinh hoạt được. Vâng. Và sau này thì phía trước công trình mới này sẽ là sân vườn và chỗ để xe. Vâng. Vâng. Còn đằng sau sao? Còn đằng sau là sẽ là sân vườn ạ. Tức là anh sẽ làm sân vườn chơi cả đằng trước và cả đằng sau. Còn đằng trước thì vẫn ưu tiên về gara ô tô là chính, đúng không ạ? Gara ô tô. Thế thì anh sẽ chia sẻ với mọi người về cái kích cỡ của khổ đất hiện trạng của gia đình nhà anh, tức là chiều ngang và chiều sâu như thế nào? Dạ vâng, với khuôn đất của nhà anh Hà thì chiều ngang của nhà anh tầm hơn 13 mét và chiều sâu thì rất là dài, tầm trên 50 mét ạ. Vâng. Đấy, một khổ đất rất là lớn và chạy sâu theo cái chiều sâu của công trình, đúng không? Dạ vâng. Thế thì cái mặt bằng mà chúng ta phát triển cho gia chủ ấy, thì chiều ngang và chiều sâu của cái mặt bằng chúng ta thiết kế là có kích cỡ như nào ạ? Dạ vâng, chiều ngang của công trình em thiết kế cho anh Hà sẽ có chiều ngang là 12 mét và chiều sâu là 15 mét ạ. Dạ vâng. Thế thì mặt bằng công năng dưới tầng 1 thì anh có thể nhắc lại một lần nữa là gia chủ mong muốn mặt bằng công năng như nào? Dạ vâng, công năng mặt bằng tầng 1 gồm 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 bếp ăn, 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh chung tách tắm và WC ra riêng. Vâng. Vâng. Với
anh có yêu cầu phòng khách của nhà mình có treo một bức tranh đá, nên là em có bố trí thêm một bức tường và để ngăn không gian giữa sảnh thang, phòng ngủ và phòng thờ ra thành không gian riêng, và cũng tiện đó sẽ là một bức tranh đá để khoe được hết nội thất của ngôi nhà. Như các bạn biết, để các bạn thấy cái cách chia mặt bằng của công ty cổ phần kiến trúc Isato và anh An cụ thể là người thực hiện ở đây, thì chúng tôi chia cái không gian thành gì ạ? Thành hai gian, Dạ vâng. giống như các bạn cứ hiểu nôm na bước vào trong công trình thì sẽ có hai gian. Một bên thì chúng tôi làm khu vực phòng khách và phòng thờ thì chúng tôi đẩy về phía bên còn lại. Tuy hai bên phòng khách phòng thờ vẫn thông nhau nhưng mà nó có một cái sự tách bạch bởi cái bức tường trang trí Dạ như vâng. anh An vừa chia sẻ. Đặc biệt là chúng ta ngồi phòng khách thì chúng ta che được đi cái khu vực cầu thang đi lên Dạ trên vâng. tầng 2 đúng không ạ? Đấy, và phòng bên trong thì anh An có thiết kế cho gia chủ một phòng ngủ master. Đấy, phòng này thì tại sao mà gia chủ lại không sử dụng vệ sinh khép kín á, mà lại đẩy ra vệ sinh chung? Dạ vâng, thì anh Hà có yêu cầu là chỉ cần một nhà vệ sinh chung là đủ. Xem còn đâu nhà vệ sinh khép kín thì như vậy thì bố trí trong phòng của master thì nó sẽ rất là bí. Đúng Đấy rồi. là tùy quan điểm. Và đấy thì chúng tôi cũng tư vấn cho gia chủ với cái diện tích và khổ đất như vậy và với khoản chi phí như vậy thì tốt nhất là chúng ta không cần thiết phải sử dụng vệ sinh khép kín đúng không ạ? Dạ Thì nó vâng ạ. sẽ bí, rất là bí, và chúng ta đẩy ra một cái vệ sinh chung thì nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Và còn không gian còn lại thì chúng tôi thiết kế cho anh ấy là khu vực bếp cộng ăn với bàn ăn rất là rộng, đặc biệt là có cả bàn đảo các bạn nhé. Ở đây thì anh ấy thường xuyên tiếp khách khứa hay làm sao mà lại có một cái không gian phòng ăn nó rộng như này ạ? Dạ vâng, thì anh yêu cầu là gia đình có khi có khách khứa đến, bởi vì anh là làm công việc là kinh doanh nên là đôi khi có khá tiếp khách nhiều. Vâng, thì anh cần một không gian bếp là rộng và có bàn đảo, là có nghĩa là sau khi là nấu ăn xong thì anh có thể để luôn là bàn đảo và ấy chứ. Thì nó có cái không gian nó rộng Vâng, rãi hơn rất là dạ vâng. nhiều đúng không ạ? Và vệ sinh chung thì chúng tôi đẩy về phía cuối và Vâng. làm hai khu vực vệ sinh. Thì anh ấy tách ra là tắm riêng và vệ sinh riêng. Dạ vâng. Thì đây là một cái phong cách mà các bạn thấy là một cái văn hóa ở dưới vùng nông thôn. Đấy, thì một cái văn hóa rất là quen thuộc rồi. Ví dụ như là trong trường hợp mà người đi vệ sinh thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được nhà tắm đúng Dạ không ạ? vâng. Đó, thì chúng tôi tư vấn luôn cho gia chủ theo cái phương án như vậy thì tiện lợi hơn. Vâng, các bạn có thể xem qua cái mô hình 3D của mặt bằng công năng tầng 1. Thì công ty chúng tôi khác biệt so với những đơn vị khác là chúng tôi sử dụng công nghệ BIM và công nghệ thiết kế của Mỹ, nên bản vẽ chúng tôi cứ 2D có bản vẽ 3D. Nên ngay cả những cái người không học về xây dựng hoặc là chưa tiếp xúc bản vẽ bao giờ như vợ con của gia đình nhà anh Hà đều có thể đọc hiểu và đều có thể có tiếng nói góp ý cho cái mặt bằng công năng cùng với đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi các bạn nhé. Thế trên tầng 2 ấy, thì yêu cầu của gia chủ như nào anh? Dạ vâng, trên tầng 2 thì anh yêu cầu có một phòng sinh hoạt chung để sau khi gia đình về thì có thể tụ họp ở trên đấy, và gồm hai phòng ngủ cho hai cô con gái ạ. Và một nhà vệ sinh Vệ sinh chung thì theo tôi có thấy tách là ạ. anh vẫn đẩy về phía cuối và cùng Dạ với vâng. trục của nhà vệ sinh tầng 1 đúng không Dạ ạ? vâng ạ. Vẫn là tách tắm riêng và vệ sinh riêng. Dạ vâng, và một sân phơi ở phía sau. Đấy thì các bạn nhìn vào cái mặt bằng công năng với cái diện tích nó khoảng bao nhiêu mét vuông trên một cái mặt bằng như này ạ? Giá diện tích của sàn thì nó rơi vào tầm 150, 150 mét vuông. vâng. Đấy thì rất là đầy đủ công năng cả tầng 1 đến tầng 2 và vừa đủ cho 4 thành viên gia đình nhà anh Dạ vâng. đúng không ạ? Đấy, và các bạn thấy là ở trên cái mặt bằng công năng của tầng 2 này thì chúng tôi còn phát triển cho anh được cả một cái khu vực sân chơi rất là rộng Dạ đúng vâng. không ạ? Đấy, và khu vực Sân sinh hoạt phơi. chung thì được tận hưởng một cái ban công cũng khá là rộng. Đấy, rất là tiện lợi trong cái quá trình mà chúng ta ở đây cùng tụ họp với các thành viên gia đình và hưởng được cái không khí cũng như không gian sân vườn ở phía đằng trước đúng không ạ? Đấy, các bạn hãy xem mô hình 3D để quan sát kỹ lại mặt bằng công năng ở trên tầng 2 một lần nữa. Và các bạn để ý là gia chủ rất là thích cái phong cách là biệt thự mái Nhật nên chúng tôi có phát triển cái kích thước của mặt bằng công năng nó gần như là gì ạ? Gần như là vuông. Dạ vâng. Đấy thì cái mái Nhật nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều so với việc mà phát triển theo kiểu là hình chữ nhật các bạn nhé. Đó. Thì các bạn có thể xem cái cách mà anh An phát triển về phần phối cảnh 3D phía bên ngoài. Đấy, quan sát từng các góc cạnh để thấy được cái vẻ đẹp tinh tế của công trình này. Thì gia chủ thích theo phong cách hơi tân cổ điển nhẹ nhàng một chút đúng không anh ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Đấy, nhưng mà vẫn toát ra được cái tính cách cái phong cách sống của anh ở những cái màu sắc rất là tươi trẻ, những cái tông màu trắng là cái tông màu chủ đạo và mái ngói là cái tông màu xanh. Ở bên dưới khu vực chân tường thì anh An có kết hợp với gạch thẻ là cái tông màu nâu đậm để tô lên những cái tông màu sáng ở phía bên trên.
Thế còn chất liệu mà cửa giả thì gia chủ mong muốn là sử dụng chất liệu là gì? Dạ vâng, thì chất liệu cửa thì anh mong muốn là cửa đi và cửa thông phòng là chất liệu là gỗ, cửa gỗ. Và còn các cái cửa sổ thì anh sẽ làm dùng nhôm hệ. Dạ vâng, để cho nó bền đúng không ạ? Còn dạ cửa đi thì anh muốn là toát ra được cái sự sang trọng và bề thế của công trình nên làm bằng chất liệu cửa gỗ thì vẫn là đẹp nhất. Dạ vâng. Dạ vâng. Đấy. Và các bạn có thể để ý một chút về cái cách mà chúng tôi phát triển về mặt hình khối của công trình. Đó, thì chúng tôi cố tình tạo cho anh ấy một cái khu vực sảnh chính. Tuy bên trên đó nó không có mái nhưng mà rất là bắt mắt khi mà chúng ta có độ thụt thò của công trình này và phát triển theo kiểu giật cấp dần từ sảnh chính này đến mái thứ nhất đến mái thứ hai, nó cứ giật dần thì tạo ra một cái khoảng thụt thò cực kỳ đẹp và bắt mắt các bạn nhé. Kết hợp với đó là cái khoảng sân chơi phía bên trên anh có thể là làm những cái hệ lam. Hệ lam đây chúng tôi thiết kế cho anh bằng lam bê tông và chỉ sơn màu trắng thôi. Sau này anh có thể là để không hoặc là anh có thể treo những cái giỏ hoa lan cũng rất là đẹp và bắt mắt. Thì các bạn hãy dừng hình TV hoặc điện thoại để ngắm nhìn kỹ các cái mặt tiền của công trình này một lần nữa trước khi mà chúng tôi đi sâu vào phần bản vẽ chi tiết. Thế cái chiều cao từng tầng của công trình này thì anh An thiết kế như thế nào anh nhỉ? Dạ vâng. Thì chiều cao công trình là em làm cốt sân đến cốt nền đi ạ. Từ cốt sân đến cốt nền tầng 1 thì em làm là cốt lên tầng 1 cao hơn cốt sân là 45 phân. Vâng. Vâng. 3 bậc đúng không ạ? Dạ vâng, 13 bậc tam cấp. Còn từ cốt lên tầng 1 đến cốt lên tầng 2 em làm là 3,9 m. Vâng. Vâng, từ cốt lên tầng 2 lên tầng áp mái em làm là 3,6 m. Áp mái lên áp đến... mái lên đỉnh mái thì em làm là 3,5 m. Vâng. Thế gia chủ có mong muốn về làm trần thạch cao không? Gia chủ có mong muốn làm trần thạch cao ở phòng cả hai tầng luôn ạ. Vâng, cả hai tầng luôn. Vâng, đấy thì các bạn sẽ thấy cái thông số chiều cao của tầng 1, tầng 2 thì chúng tôi tính toán để làm sao mà khi làm trần thạch cao vẫn có một cái chiều cao rất là thoải mái để gia chủ có thể sử dụng các bạn nhé. Còn hệ mái nhật của gia chủ thì chúng ta đổ bê tông hay là chúng ta sử dụng giải pháp gì? Dạ vâng. Với mái nhật thì anh có yêu cầu là đổ sàn áp mái trên sẽ là lợp xà gồ, bán thép xà gồ và lợp mái ạ. Ngoài bán vít đúng không ạ? Vâng. Đấy thì chúng tôi hiện nay cũng là có dịch vụ thi công trọn gói toàn bộ về phần mái cho gia chủ. Đấy, với vật liệu là thép nhẹ BlueScope kết hợp với ngói Romantic cao cấp thì cái dịch vụ của chúng tôi sẽ đảm bảo về mặt kiến trúc giống như bản vẽ chúng tôi thiết kế ra cũng như về phần an toàn kỹ thuật các bạn nhé. Nếu các bạn quan tâm thêm thì có thể liên hệ với chúng tôi. Và các bạn có thể quan sát chi tiết cái bản vẽ chúng tôi khi cứ 2D có bản vẽ 3D, đặc biệt là chúng tôi có 3D kết cấu và 3D cấp thoát nước rất là dễ hình dung và đây cũng là một cái lợi thế hoàn toàn mà cạnh tranh so với những cái đơn vị khác mà trên thị trường. Và đó lý do tại sao mà gia đình nhà anh Hà lại quyết định chọn Kisato đúng không anh An? Dạ vâng. Thế sau khi mà anh gửi sản phẩm này thì gia chủ có ý kiến gì không? Nhận xét gì về sản phẩm không ạ? Đã, sau khi chỉnh sửa 1-2 lần thì gia chủ hoàn toàn đồng ý về phương án này. Và anh ấy rất ưng ý hài lòng đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và thì hy vọng là các bạn có một mẫu nhà nữa để tham khảo. Nếu các bạn mà cần chúng tôi tư vấn sâu hơn về công trình của bạn, muốn chúng tôi thể hiện được cái tính cách, cái con người, cái phong cách sống của bạn ở cái ngôi nhà đó và cái ngôi nhà đó chỉ riêng mình bạn có ở cái khu vực đó và mọi người phải trầm trồ lên vì cái ngôi nhà đó với cái số tiền trong khả năng tài chính của bạn, thì các bạn có thể liên hệ chúng tôi theo số điện bên dưới để chúng tôi về tận nơi khảo sát cũng như thiết kế cho các bạn một ngôi nhà ước mơ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.